Bonjour tout le monde. Alors bon, j'avoue, je suis en pyjama. Pyjama, c'est domo. Alors j'ai écrit ça. Pyjama. Mais bon, c'est pas grave. Mes vidéos, c'est le naturel et j'ai envie, voilà, de le faire comme ça. Je suis vachement confortable. Xin chào các bạn, mình đang mặc đồ ngủ. Và ok, không sao, tại vì là mình thích tự nhiên và mình cũng rất là thích cái bộ đồ ngủ này, cực kỳ là êm luôn ý. Cho nên là mình quyết định là làm cái video này cho các bạn. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày 24 tháng 12. Nous sommes le jeudi matin, le 24 décembre. Và tối nay thì là mình sẽ cùng... với gia đình của bạn trai mình làm coi như là buổi đêm Noël. Alors ce soir avec la famille de mon copain, nous allons passer le réveillon de Noël. Ah oui, j'ai également les oreilles de chat. Mình có coi như là tai mèo. Alors, je vous apprends oreilles de chat. Oreilles de chat. Alors, vous vous souvenez, le R, R, nous avons appris à prononcer le R la dernière fois. Các bạn nhớ không, mình có R ici, ở đây, là mình đã học, Thúy Dương đã chỉ cho các bạn cách mà mình nói phát âm từ R bằng tiếng Pháp. Les oreilles de chat, oreille là tai, les oreilles là có... c'est au pluriel là có từ cái nào có số nhiều ấy, cho nên là mình có s đúng không? Các bạn học tiếng Pháp thì các bạn biết, ok. Và chat, chat là con mèo, mèo, con mèo. À, con mèo tiếng Pháp thì nó sẽ nói là miaou, miaou. Alors je vais écrire ici, mình sẽ viết ở đây nha. Ok, ngay dưới pyjama. Voilà, miaou. Un chat dit miaou, miaou. Con mèo kêu mèo. Ok. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment faire le gr. Gr. Mình làm video này để chỉ cho các bạn cách phát âm gr. Gr. Gr là g và r. Ok. Alors, je vais écrire. G et R ensemble, G và R cùng với nhau là thành GR. Ok? Alors, đầu tiên ý, là muốn phát âm GR thì phải biết phát âm G và sau đó phát âm R, đúng không? Và sau đó thì nói rất là nhanh, GR, ok? Pour bien prononcer GR, d'abord il faut savoir prononcer G. Et puis après, prononcer re, et puis faire les deux ensemble très rapidement, gre, d'accord? Donc d'abord, nous allons apprendre à prononcer g. Comment est-ce qu'on prononce g? Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng học với nhau cách phát âm g. Làm sao mà chúng ta có thể phát âm g được nhá? Thúy Dương sẽ chỉ cho các bạn nhìn vào mồm của Thúy Dương nhá. Je vais vous montrer, vous allez regarder dans ma bouche, ok? G. 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 Alors, tout se passe au niveau du positionnement de la langue sur le palais. Tất cả mọi thứ đều ở trong cái cách mà Thúy Dương sử dụng cái lưỡi của Thúy Dương và nó chạm vào cái phần trên này của miệng của Thúy Dương như thế nào. Các bạn nhìn vào lưỡi của Thúy Dương nhé. Regardez ma langue. G. G. Cái lưỡi của Thúy Dương ấy, nó sẽ chạm vào cái phần trên của cái miệng của mình. Không phải là phần đầu lưỡi, mà nó kiểu dạng như là gần giữa giữa của lưỡi cơ. Không phải là như thế này, mà là như thế này. Ok. Donc, ma langue, elle ne touche pas le palais au niveau du début de la langue. Pas comme ça. Non. C'est au niveau du milieu de la langue. Ok, regardez. G.
Gain. Voilà. Gain. Répétez après moi. Hãy nhắc lại theo Dương. Gain. 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 D'accord? Et la langue, elle va vraiment plaquer le palais dans son ensemble. Cái lưỡi của Thùy Dương là sẽ dính vào cái phần trên của miệng hoàn toàn, không có để lại một cái gọi là cái hơi nào có thể đi qua. Và chỉ cần là lưỡi chạm vào, ví dụ đây là lưỡi này, lưỡi chạm vào phần trên và sau đó mình phát âm g, 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 ok? G, 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 g. Đó. Cái âm g ấy nó giống như là cái âm thanh nó lúc đầu là nó không có chỗ để mà đi ra và mình tự nhiên thả ra g, g, g. Và cái âm mình phát ra một chút trước khi mà mình cho xuống nhá, thì giống như là nó đập vào cái lưỡi của mình ấy và sau đấy nó được thả ra ấy. Đó. Alors le g, c'est un peu comme si en fait le son tape la langue et en fait ne peut pas sortir. Et donc du moment où on fait le son, pouf, juste après on libère l'espace et ça fait le son g, g. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va prononcer le r? Làm thế nào mà mình phát âm r? Thì mời các bạn xem cái video của Thùy Dương về phát âm R nhé. Alors, comment est-ce qu'on prononce le R? Je vous invite à regarder ma vidéo sur la prononciation du R. Je vais quand même rappeler comment faire avec la langue dans cette vidéo. Mình vẫn nhắc lại cho các bạn là mình làm như thế nào trong cái video này. Một cách nhanh thôi. R. 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 Tout se passe également au niveau de la langue, mais le positionnement est un peu différent par rapport au g. Tất cả mọi thứ cũng là tùy theo cái lưỡi của mình, nhưng mà cái cách sử dụng nó hơi khác một chút so với g. Cái lưỡi của mình ý, nó sẽ coi như là chạm vào cái phần cuối của cái miệng, nó gần với họng. Và nó ví dụ đây là cái lưỡi nha. Đây là cái họng đây. Thì cái lưỡi nó sẽ chạm như này, nhưng nó không chạm hoàn toàn hẳn nhá. Nó vẫn để hơi cái một cái khoảng không gian. Và khi mà ta rung động cái họng và cái lưỡi thì nó sẽ tạo ra âm r, r, r. Đó. Donc la langue en fait elle est aussi au contact avec le palais, presque au niveau de la glotte, près de la gorge, mais elle va pas fermer totalement, elle va laisser passer un peu d'air. C'est des mots tout tremplis, dis quoi. Et avec la vibration, vibration zung dong, et bien avec la vibration justement de la langue et de la gorge, du coup on va pouvoir faire le r. Voilà. Alors, là c'est pour dire que c'est la fin, cette partie-là, c'est la fin de la langue, ok? Voilà. Maintenant que vous savez dire « ge » et « re », nous allons apprendre à le dire rapidement, de plus en plus rapidement. D'abord, apprenez à dire l'un après l'autre et prenez le temps. Et puis après, on va augmenter de vitesse. Bây giờ mà các bạn đã biết phát âm G và phát âm R, thì chúng ta sẽ phát âm cả hai. Lúc đầu là G và sau đó R. Và vì các bạn chưa quen, cho nên là lúc ban đầu thì mình sẽ tập nói dần dần, từ từ. Và sau đấy thì mình sẽ đi nhanh hơn dần nhé. Ok? Alors, vous répétez après moi. Các bạn nhắc lại theo mình nhé. G, R. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est ça. G, R. Allez-y. Moi, les copains. G, R. Allez-y.
các bạn khi mà nói thì các bạn cảm nhận cơ thể của mình và nhất là cảm nhận cái lưỡi của mình và cái mồm của mình nó như thế nào nhá, để mình biết và về sau mình làm lại dễ hơn. Alors lorsque vous allez faire le gueureux, ressentez à l'intérieur de votre corps, ressentez ce que vous faites avec votre bouche et votre langue, comme ça vous allez retenir et pouvoir le ressortir la prochaine fois. On recommence. Chúng ta bắt đầu lại. G R G R G R G R. Allez-y. Très bien, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ làm càng ngày càng nhanh hơn nhé. Maintenant, nous allons faire de plus en plus vite. Alors, G, R. Bien. G, R. G, R. G, R. Très bien. Et maintenant, vous allez faire, voilà, à la suite. Faites à la suite. G, R, G, R, G, R. Các bạn có thể làm liên tục G, R, G, R, G, R để cho quen dần bằng cái mồm của mình ấy và cái lưỡi của mình. Lúc đầu có thể hơi khó tại vì là các bạn không có quen, nhưng mà không sao, cứ làm nhiều thì các bạn sẽ quen dần và tự nhiên nó thành ra rất là dễ, đúng không? G, R, 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 G, 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 G. Mời các bạn thử xem nào. G, 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 G. Ok, super, good boy. Alors, maintenant, vous allez avec moi prononcer certains mots pour vous entraîner à dire gr. Bây giờ các bạn hãy đọc theo Thùy Dương một vài cái từ để mình có thể thực hành gr nhé. Ta-da! Tên tên tên. Alors, grave. Grave có nghĩa là nghiêm trọng. Grave. 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 Các bạn nhìn thấy mồm của mình không khi mình nói grave. Đó. Thực ra giống như là mình nói g trước nhá và grave sau. Grave. Grave và nói nhanh dần thành grave, 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 grave. Ok? On continue. Chúng ta tiếp tục. Gros, gros, gros. Giống như là mình nói g rồi ro, c'est comme si on disait g puis ro. Donc ça fait, bah, nó sẽ thành là gros, 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 gros. Alors gros, ça veut dire quoi? Gros, qu'on y est là, zi. Gros, ça veut dire. Các bạn thử đoán xem nó là gì. Gros có nghĩa là béo, là to. Gros, 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 gros. Très bien, rất tốt. Alors, gris, 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 gris. Gris, 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 gris. Mời các bạn đọc nào. Oui, rất tốt, tuyệt vời. Gris, ça veut dire quoi? Gris có nghĩa là gì? Là ghi. Màu ghi đó. C'est la couleur gris. Và cái từ ghi của tiếng Việt chắc chắn Thùy Dương nghĩ rằng là nó cũng đến từ tiếng Pháp, từ gris.
Alors, je pense que le gri vient également du français. Le gri du vietnamien, le gi vietnamien, vient du français. On continue. Chúng ta tiếp tục. G ra. G ra. G ra. G ra. Gra, 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 gra. Qu'est-ce que gra veut dire? Gra, có nghĩa là gì? Gra, ça veut dire tiếng Việt là béo, nghĩa là chất béo ấy, là mỡ, đúng rồi, mỡ. Gra là mỡ. Gra. Quelqu'un est gros et gras. Một người vừa béo vừa đầy mỡ. Un gros gras. Hoặc là một miếng mỡ to. Un gros gras. Un gros morceau de gras. Chúng ta tiếp tục nha. Grand. On continue. Grand. 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 Grand, 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 grand. Grand, quand il y a l'Asie. Grand, ça veut dire quoi? Grand, ça veut dire cao. Hoặc là lớn. Grand. Alors, le jeu, ça sera de dire tout ça fluidement. Bây giờ trò chơi sẽ là đọc tất cả những cái từ này một cách gọi là trôi chảy nhá. Tất nhiên là các bạn sẽ dần 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 luyện càng nhiều thì lại càng dễ, ok? Grave, gros, gris, gras, grand. 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 Mais t'as là. Grave, gros, gris, gras, grand. Các bạn lưu ý nhé, cái G mình cần phải nghe rất là rõ. G, ok? Và tóm lại để nói tốt G và H với nhau thì đó là một coi như là cái cách sử dụng lưỡi rất là tốt, đúng không? Vì thế mình có French kiss sử dụng lưỡi. Alors, pour pouvoir bien dire gre, c'est l'utilisation de la langue, c'est un exercice de la langue, donc lu, lưỡi. Voilà. Et donc, je parle de French kiss. Ciao lưỡi, mình đùa thôi. Ok, alors, regardez bien ce que fait la langue lorsque vous faites gue et re. Hãy nhìn cái lưỡi làm như thế nào khi chúng ta phát âm G và R. Nghĩa là đây là phần đầu của lưỡi nhá. Phần đầu của lưỡi đây, giữa của lưỡi và cuối của lưỡi ở đây. Ở phần trên này thì đó là cái phần trên của cái miệng của mình. Alors, regardez, là c'est le début de la langue, là c'est le milieu de la langue et là c'est la fin de la langue. En haut ici, c'est le palais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la langue elle fait? Cái lưỡi nó làm gì? Donc, G, alors, giữa của lưỡi, G, R, ok? G, G, R, G, 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 G. Ok, các bạn, tập cho cái lưỡi nó làm như thế này, G, 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 ok? Bon, je m'amuse un petit peu, j'espère que vous amusez avec moi. Mình cũng đang vui chơi giải trí và mình cũng mong là các bạn cũng vui khi xem cái video này của mình. N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager avec d'autres personnes qui en ont besoin. Các bạn có thể like cái video này và có thể chia sẻ với những người mà các bạn nghĩ rằng là cũng cần cái video này. Et likez ma chaîne YouTube pour recevoir également les notifications de nouvelles vidéos. Và hãy like kênh YouTube của mình để có thể nhận được những cái video mới ra lò nóng hổi nhé các bạn. Et avant de se quitter, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Grrr.
Trước khi chúng ta chào nhau qua video này thì mình muốn giới thiệu với các bạn bạn này là Anyu, Nanyu, Anyu, Anyu là con cừu. Anyu, để giải thích cho các bạn là bạn trai của mình tặng cho mình con này là Anyu em. Tức là Anyu em, con cừu em. Nhưng mà nói Anyu em thì lại thành ra thành anh yêu em. Dễ thương không? Cực kỳ là romantic, cực kỳ là lãng mạn. C'est trop romantique, c'est trop lãng mạn. voilà, donc vous connaissez tout. Agneau M qui va dire grrr, grrr, grrr. Allez. Donc pensez bien à réviser tout au long de la journée et dans les prochains jours. Các bạn hãy nhớ luyện tập cho những ngày tới nhá. Luyện tập là nói grave, gros, grand, gris, grave, gros, gris, gras, grand. Voilà. Grave, gros, gris, gras, grand. 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 Ciao, ciao. Bisous. À la prochaine. Hẹn gặp lại các bạn nha.